Hôm nay á mình lại có thêm ý kiến nữa mà mình không biết tại làm sao á, những cái phóng sự mà của anh bạn quay á, mà tại sao á mình thấy á, sao bạn hay nói về những cái đề tài gọi là hồi sửa hồi xưa quá. Nói thật, nói như vậy á đừng có buồn nha. Cho nên á, mình coi YouTube của mấy người kia á, thì không có chán. Mà tại sao mỗi lần mà coi YouTube của bạn á, là mình thấy mình chán. Lúc nào cũng còn nói là hồi xưa, hồi xưa, hồi xưa, hồi xưa mà. Đây là cái ý kiến của mình. Ta 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 ta, xin thưa bà con cô bác, mỗi lần ba mẹ cậu lên Gò Vấp, bà con cô bác còn nhớ không? Ba mẹ cậu ăn một tô bún cá Thu Đông, tô bự hoặc cà bá lửa không? Phải xin hai cái chén chứ ăn đâu có nổi. Càng ngày càng lớn tuổi ăn ít lắm bà con. Đây là rau rồi, rau tươi ngon rối luôn. Bà con cô bác nghe tiếng chuông buổi trưa của nhà thờ. Bà con bác, đây là cá trứng nè bà con, thấm hổi ngon không bà con? Mời bà. Mời các cô chú anh chị và các bạn cùng ăn với ba mẹ cô nè. Trên đây nó có một cái vụ accident nữa. Hình như đụng xe trên đó không mà.
tên không biết bao nhiêu lần nữa mà mày còn nhớ đó, nó còn tên cây trăm nữa. Con đường đó nó đổi tên nhiều lắm rồi con. Ba mày còn đang đi tới số 106 đường Phạm Văn Chiêu. Mấy bà mày còn hết pin luôn, phải dừng lại tay. Dạo này ba mày còn quay một phim dài quá trời dài luôn, mình nghĩ ra pin nó không đủ. Rồi giờ mình đi tiếp nha bà con. Ba mày còn đang ở đây là đường Phạm Văn Chiêu nè. Và hôm nay trời nắng nóng nữa, mấy màu nóng. Ba mày còn có ngồi lướt lướt sơ qua, ba mày còn thấy là hiện tại bây giờ là báo chí, đặc biệt là báo tuổi trẻ bà con, họ lên tiếng, họ phản ánh cái vấn đề như là xúc phạm người chết đó bà con, qua cái đám tang nghệ sĩ Vũ Linh. Ba mày còn thấy báo tuổi trẻ có nhiều cái bài báo, hôm qua một bài, hôm nay một bài rồi đăng những thông tin nữa. Thì thật sự mà nói thì ba mẹ còn cũng không tán đồng với vấn đề mà những cái thông tin mà như xúc phạm người chết, cũng như là mỉm cười, lấy cái tấm hình mỉm cười bắt đầu dịch view câu view đó. Thì ba mẹ còn không biết là cái kênh mà được nêu rất thích danh tên luôn mà con đó là tờ báo đó nêu. Thì ba mẹ còn đang suy nghĩ nè, báo tuổi trẻ là một cái tờ báo mà coi như là cả hàng chục triệu người xem trên khắp cả nước, thì liệu rằng mà tờ báo đó mà đưa cái tên kênh phải, không biết là nó có chơi phản ứng ngược hay không đó nha. Xin thưa bà con cô bác, để được một tờ báo quảng cáo, ba mày còn có từng chia sẻ với bà con cô bác đó, có hai cái hình thức nổi tiếng. Một là mình phải tốt cực kỳ tốt, hữu xạ tự nhiên hương. Hai á, là muốn nổi tiếng á, phải làm thật là tệ, tệ thật là tệ, tệ mà dân cho chúng nó chửi luôn á. Có nghĩa là chai cái mặt đi để cho dân chúng chửi mà mình nổi tiếng, là sau này cái kênh đó mình đem đi mình bán hàng cũng ngon nữa. Thì bây giờ là cái kênh đó được báo tuổi trẻ coi như là đưa lên mặt báo luôn. Tuy rằng là chửi miệt thị cũng rất là nhiều, nhưng mà ba mẹ còn không biết đây có phải là vui hay mừng ha, hay là cuối cùng bắt đầu hàng triệu người tò mò đây là có cái chợ Tân Đà rồi bà con, hay là có một số người tò mò bắt đầu chạy vô coi thế nào rồi bấm đăng ký subscribe kênh, thì vô tình là báo tuổi trẻ đi quảng cáo dùm cho cái kênh đó luôn. Rồi cũng có thể là đa phần người dân trên thế giới rồi đó, họ cảm thấy là tờ báo tuổi trẻ này á, cái kênh này nó không được, cho nên cuối cùng họ tẩy chay. Cuối cùng họ tẩy chay họ không được. Đây là nhà thờ Thạch Đà rồi đó, nhà thờ Thạch Đà như là của giáo dân Bắc Ninh. Cái cộng đồng cái vòng vòng khu xóm mới này bà con là giáo dân Bắc Ninh nhiều lắm nha bà con, đông nhất luôn á, đông nhất là giáo dân Bắc Ninh, rồi tiếp theo nữa là giáo dân Hà Nội. Con đường này mới lắc được lên, cho nên ba mẹ còn để coi theo dõi coi nó có một cái sự diễn biến là như thế nào. Đây là lần đầu tiên mà ba mẹ còn thấy tờ báo tuổi trẻ mà giờ đứng ra công khai mà coi như là chiến đấu với những cái kênh mà gọi là mình gọi là kênh bẩn. Để coi sao, nếu mà sắp tới đây mà cái kênh này mà nó còn view mà nó tăng vọt vèo lên, giống như bà con cô bác nhớ không, cái hồi xưa có một cái kênh YouTube ở Sài Gòn này luôn nè, nó làm có việc kính động, bắt đầu là hàng loạt rồi bắt đầu kêu gọi tẩy chay rồi thăm dọ rồi đánh tùm lum hết đó, hàng loạt nhưng mà xin thưa bà con cô bác, cuối cùng là hậu quả là ngược lại, cái kênh nó còn mừng nữa, view sub tăng liên thiệt đó, cứ kêu gọi tẩy chay này nọ nhưng mà thực chất nó bị phản ứng ngược rồi.
ở ba mươi rồi nó từng nói bà con cô bác á, các youtuber á không ai mà rảnh rang mà đi làm những cái câu chuyện mà dịch view câu view đâu, nó nằm ở cái vấn đề là văn hóa người dùng nha bà con. Nếu thực sự mà những cái kênh đó mà nó dịch view câu view mà nếu mà người dùng á, à, cái người xem á họ cảm thấy, họ cảm thấy mà họ không thích á, họ không bấm vào họ xem á, xin thưa bà con cô bác đố cậu nào youtuber để làm nó dịch view, làm cái gì nó dịch view để chúng chửi, nó làm cái gì? Hầu như dân youtuber làm là để mục đích gì? Mục đích kiếm tiền. Mà kiếm tiền thì từ đâu ra? Là người xem ra đó. Mà bây giờ nếu mà người xem mà người ta phản ứng cái đó, người ta không thích cái đó thì làm sao youtuber dám làm, đúng không bà con? Cho nên ba mày gọi nói là nằm ở cái chỗ người xem thôi. Giống như tại sao kênh của ba mày gọi nè, bà con có thấy không, hồi đó ba mày gọi dịch view câu view. Con đường này đường Lê Đức Thọ nè bà con, Lê Đức Thọ này như hồi xưa đó là đường Bắc Tiến. Thì xin thưa bà con quá, hồi đó ba mươi cầu bà con quá thấy không, ba mươi cầu dịch cái view nào lên là cái 100.000 view không thấy không. Nhưng mà cái dở của ba mươi cầu là ba mươi cầu đi chia sẻ thật thà quá, nói với bà con cô bác cái lại ba mươi cầu giải thích này nọ, ba mươi cầu sợ bà con cô bác hiểu lầm, thành thử ra cái sau này bà con cô bác biết được cái điểm yếu đó bà con. Nó làm trò gì trò tao không thèm xem nữa, nó không thèm xem nữa thì xin thưa bà con bác, ba mươi cầu làm mấy cái view đó làm gì nữa đó. Chứ không thôi mà ba mươi cầu im lặng luôn, ba mươi cầu cho đấu đá lẫn nhau đi đó, hai bên đấu đá qua lại đi. Hồi xin thưa bà con cô bác, ba mươi cầu còn phát hiện thêm một cái chiêu này nữa nè. Ba mươi cầu nó thật, nhộng qua ba mươi cầu đi quay mà live stream của nghệ sĩ Vũ Linh đó, ba mươi cầu thấy bây giờ nó phát hiện ra một cái nhiều chiêu, bây giờ sắp tới này mà giờ ba mươi cầu mà chia sẻ ra nữa thì sau này ba mươi cầu làm không được. Ba mươi cầu chỉ cần ba mươi cầu đứng thấy một cái kênh YouTube đó đi, ba mươi cầu live stream ha, gần một tiếng trời mà có 500+ người xem à, là ba mươi cầu đã thấy nhiều rồi. Nhưng mà ba mươi cầu nói thật với bà con á, có một cái tuyệt chiêu, một YouTuber vừa mới live stream lên thôi 20 phút lên 1,000+, 2,000 người xem, tuyệt vời ăn mặt trời luôn. Xin thưa bà con quá, có nhiều anh em YouTube live stream hay lắm mà ba mươi cầu mới học được một cái bí quyết đó. Nhưng mà ba mươi cầu xin thưa bà con quá, ba mươi cầu không nói đâu, tại vì cái gì mà ba mươi cầu nói ra là hầu như là sau này cái ba mươi cầu bị phản ứng được. Giống như cái cách mà ba mươi cầu tăng view lên 100-200 ngàn view á, hồi xưa ba mươi cầu làm dễ, ba mươi cầu chỉ vô kích cái cho hai bên chửi nhau cái là ba mươi cầu lên view à. Nhưng mà bây giờ cái chiêu này ba mươi cầu soạn được nữa, cho nên ba mươi cầu sẽ không có nói những cái hình thức chiêu trò của mình nữa, nói ra cái nó bị phản tác dụng. Hồi đó ba mươi cầu thật thà lắm, có gì cũng nói với lại ba mươi cầu sợ bà con cô bác buồn, các cô chú bác lớn tuổi không hiểu mình. Nhưng mà xin thưa bà con bác, để ba mươi cầu cho bà con bác nghe một cái đoạn băng nè, hôm qua cũng có một người nói với ba mươi cầu á, để bà con bác nghe xong rồi bà con bác nghĩ gì sao. Cho nên ba mươi cầu nói á, sống ở trên đời này á để làm vừa lòng hết tất cả mọi người á bà con, khó lắm, khó làm vừa lòng hết tất cả mọi người lắm. Cho nên á, được người này thì tốt, mà mất người này thì thôi. Mà nếu mà ba mươi rồi mà vừa lòng hết tất cả mọi người thì cuối cùng là ba mươi rồi sẽ bị đánh mất đi chính bản thân của mình nha bà con. Hồi đó ba mươi rồi làm kênh YouTube là con các bác biết ba mươi rồi làm sao mà cố gắng vừa lòng hết tất cả mọi người, để cho ba mươi rồi muốn rằng là tất cả bà con của bác trên kênh của ba mươi rồi ai cũng vui vẻ hết. Nhưng mà xin thưa bà con bác, không được, khó quá. Cho nên thôi, được người này thì tốt, mà mất người này thì thôi. Đây là chợ sớm mới nè, làm sao mà để ba mấy cô, ba mươi cầu mà vừa lòng hết tất cả mọi người thì đầu tiên là ba mươi cầu sẽ bị đánh mất đi bản thân mình rồi.
Thôi thì bây giờ mục đích của Ba Mẹ Cầu là sống biển sao Ba Mẹ Cầu cảm thấy thoải mái, vui vẻ và cảm thấy hạnh phúc là được cái công việc của mình làm. Còn bây giờ tờ báo này để coi Ba Mẹ Cầu, nhưng mà theo kinh nghiệm của Ba Mẹ Cầu, xin thưa bà con cô bác, trên này là sắp tới và nó lại tăng sức nhiều cho coi. Tại vì sao? Người xem ở Việt Nam mình có một cái tính tò mò, báo đăng chỗ đó là bắt đầu người xem ta nhảy vô ta câu cái chơi đó liền cho coi đó. Cho nên Ba Mẹ Cầu thấy báo chí mà phản ảnh lên mà đưa kênh lên như vậy á, phải làm là phải làm cho tới đó. Nhưng mà để làm sao mà xóa cái kênh đó hả, cũng khó lắm. Tại vì cái kênh đó thật ra nó cũng đâu có vi phạm chính sách gì của YouTube đâu. Khó lắm, YouTube nó quy định chặt chẽ lắm nha bà con. Và những anh em mà làm YouTube mà dịch view câu view á, xin thưa bà con cô bác là họ có một cái sở trường. Đương nhiên là các anh em đó là đều phải nắm hết cái quy luật là như là nguyên tắc cộng đồng hay là những cái gì đó rồi đó. Cho nên là người ngoài nhìn vô á thì cho rằng là đây là những cái vi phạm nguyên tắc cộng đồng, nhưng mà không có đâu bà con. Những anh em mà làm mà lâu rồi đương nhiên mấy cái đó là điều là sẽ biết. Ở đây là do xứ Hà Nội rồi bà con. Thì xin thưa bà con cô bác, hồi xưa như Ba Mẹ Cầu nói đó, hồi đó trên xóm Đất Mới này á là cái giáo dân mà lên đến xóm đầu tiên nhất á, là giáo dân Hà Nội nha bà con. Giáo dân Hà Nội à, cho nên thường là bà con có thấy dốc không? Đó, thường là giáo dân Hà Nội là tới sớm cho nên được thường dành trên cao mà đó, cao hơn mấy cái giáo xứ khác. Thì cao hơn thì đỡ ngập hơn rồi. Nhưng mà giáo dân đông không phải là giáo dân Hà Nội nha, mà giáo dân Bắc Ninh đó, thì có giáo xứ Tử Đình nè, Thạch Đà cũng là Bắc Ninh nè, Bắc Dũng nè. Ba Mẹ Cầu thấy để cho các YouTuber mà nó không làm nữa mấy cái trò đó là chỉ có người dùng thôi, không có cách nào á. Giờ Ba Mẹ Cầu nói thiệt, báo chí có đăng nữa là đi quảng cáo dùng cho nó thôi. Mà để coi à, để coi, để Ba Mẹ Cầu coi thì sao. Hiện tại thì bây giờ Ba Mẹ Cầu thấy ở Việt Nam mình nó cũng ra những cái điều luật cũng dữ lắm, thì để Ba Mẹ Cầu coi. Ba Mẹ Cầu nói thật chứ Ba Mẹ Cầu cũng hy vọng luôn á chứ. Ba Mẹ Cầu cũng hy vọng là người dân Việt Nam mình á đừng có xem mấy cái dục view câu view nữa. Có lẽ là bà con các bác sẽ nói, ủa vậy sao Ba Mẹ Cầu có tối ngày dục view câu view? Khổ nổi bây giờ người ta nó thích coi toàn là dục view câu view không à. Ba Mẹ Cầu đăng thử một cái tiêu đề rất là đổi, rất là đổi lên bình thường luôn, xin thưa bà con các bác, có 200-300 người xem mà. Một khi mà mình dục view câu view á, cái lượng view mình nó tăng lên gấp 10 lần. Nó hỏi bà con cô bác cơm áo gạo tiền, hỏi bà con cô bác thì có phải làm không. Trong khi cũng có một cái phim như vậy, mình chỉ cần mình thay đổi tiêu đề, giật view câu view lên một chút xí thôi là có người vô xem. Như vậy là lỗi tại ai? Ba Mẹ Cầu hỏi hoài cái câu mà Ba Mẹ Cầu không hiểu nổi luôn á. Lỗi tại ai? Lỗi YouTuber hay là lỗi do người xem? Tại người xem thích xem cho nên là YouTuber mới làm như vậy. Chứ giống như kênh của Ba Mẹ Cầu nè, các cô chú bác lớn tuổi, anh chị em có bán lên tuổi nè, giống như đợt trước mà chơi mà tẩy chai kênh Ba Mẹ Cầu cái là Ba Mẹ Cầu sợ liền, thấy không? Dám làm, dám hó hé gì nữa không? Dám cà chớn, dám cà thịa nữa không? Sợ liền cái gì? Ở đây có giáo xứ Hoàng Mai nè bà.
trường Nguyễn Trung Trực nè. Trường này hình như là hồi xưa trước năm 75 nó tên là trường Nguyễn Duy Khang, đúng không ta? Không biết rồi nha. Bà con cô bác còn nhớ được cái trường này tên là trường gì không bà con? À, bây giờ thấy không? Thánh ở trong đó. Không biết, ba mẹ cậu quên cái tên trường này rồi. Các cô chú bác nào có nhớ thì xin nhắc giúp ba mẹ cậu chứ. Vinh Sơn Liêm à, như vậy trường đó là trường Vinh Sơn Liêm đó bà con à, ba mẹ ngồi nhớ rồi, cái trường đó là trường Vinh Sơn Liêm, còn đây là trường Trung học Cơ sở Lý Tự Trọng nè. Trường này hồi xưa đó tên gì ta? Trường Trung học Cơ sở Lý Tự Trọng này đó nó tên gì bà con? Ồ, đây có nhà an dưỡng viện, trụ sở phát diệm rồi bà con. Ở phía sau có cái phẳng sân nữa, đây là trụ sở phát diệm. À, học sinh mới. Xin thưa bà con cô bác á, cái trụ sở phát diệm này tuy nó nằm ở đây, nhưng mà vòng vòng cư dân ở đây không ai là cái giáo dân của phát diệm đó bà con. Mà giáo dân phát diệm là nằm ở cái chỗ nhà thờ Sấm Thuốc á, à, giáo xứ Tân Hưng á, à, ở trên quận 12 đó. Đó, bà con quá cái xài rồi. Hầu như là trụ sở phát diệm nằm ở xóm mới nhưng mà giáo dân phát diệm là xa lắm. Ở đây là một cái con dốc. Lâu lâu có chuyện lên đây ra bây giờ. Ở đây trường Gò Vấp nè bà con. Trung tâm giáo dục thường xuyên Gò Vấp. Tu viện Bến Thánh Giá Gò Vấp nè. Đường này đường Lê Hoàng Phái. Đây là nhà thờ An Dương nè bà con. Xứ An Dương. Ở đây có cái đường tiểu học Trần Quang Khải.
ở bên tay trái bên này rồi đây có một cái tổ quốc ghi công của quận Gò Vấp nè bà con. Xin thưa bà con cô bác, nơi đây hồi xưa đó là trại Củ Loa. Năm 1968 đó bà con, trong cái đợt tổng tiến công Mậu Thân á, thì lực lượng phía bên kia tấn công vô cái trại Củ Loa này nè bà con. Rồi sau đó bị phản công lại, rồi sau đó chết nhiều lắm. Đặc công của bên kia chết nhiều lắm. Ở đây hồi đó có cái công hào. Rồi sau đó khi mà dọn dẹp á là người ta qua. Nơi đây là giống như là một cái ngôi mộ cho tập thể luôn vậy bà con. Tính vì lẽ đó bây giờ ngay tại cái góc đường ở đây là một cái đài liệt sĩ quận Gò Vấp. Nơi đây hồi xưa chết nhiều lắm bà con. Và nơi đây góc ngay đây luôn nè, đó là cái trại Củ Loa. Thành Củ Loa đó. Là đường Nguyễn Văn Lượng, đây Nguyễn Oanh, đó ngay góc đây nè, đó là cái trại Củ Loa. Và bây giờ cái một phần của đất của trại Củ Loa bây giờ là đài liệt sĩ và đường Nguyễn Văn Lượng. Mình là Lê Thanh Đức Hưng, biệt danh là Ba Michael. Cả nhà nhớ bấm subscribe ủng hộ kênh mình nha. Bye bye, tạm biệt.